Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop của mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn, mình mới về được con âm ly có model là Kaver Sonic Horography CM1090. Đọc nhanh là Kaver 1090. Máy mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản. Mặt mày núm còn đẹp nha các bạn. Dòng này đặc biệt là có hai đồng hồ mắt cú V7 rất đẹp nha các bạn. Và cái đặc biệt thứ hai là nó có chỉnh mic luôn nha các bạn. Đó, ngoài bass, treble thì nó kèm thêm cái đường tinh chỉnh mic, lời ca tiết hát. Trong những bản nhạc các bạn có thể điều chỉnh âm lượng nó vừa tai nghe nha các bạn. Rồi. Nếu loa của các bạn có trợ kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 100W một loa nha các bạn, cũng tương đối lớn. Đó, nếu loa của các bạn có trợ kháng 4 ohm thì công suất ra mỗi loa là 150W, cũng tương đối rất là lớn các bạn. Dòng này ghép là đặc trị của dòng bô nha các bạn. Bô từ 301 tới 901 thì các bạn ghép cái Kaver CM1090 này như cậu ý mở nha các bạn. Đánh rất hợp, rất hay. Các bạn có thể ghép thêm băng số hát karaoke. Với kích thước chiều ngang là 48,3cm, cao là 11,3cm và hậu sâu là 36,8cm và cân nặng 15kg. Dòng này đặc biệt là nó có mặt dạy mạ bởi tính năng là holography nha bạn. Holography đây, ở trên đây trên mặt máy nó có một chức năng này bạn, là hologram, là chức năng là có tính năng là có âm hình nổi nha bạn. Âm hình nổi nên tiếng rất là nổi trội, mà những dòng âm ly khác là không khi nào có được cái chức năng này nha các bạn. Đặc biệt của dòng Kaver 1090 là vậy các bạn. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo, mình đã test tất cả hoạt động hoàn hảo. Máy mình bán ra có cam kết bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm. Sau đây mình test tất cả các chức năng cho các bạn xem. Máy mình về kèm một cái khiển zin nha các bạn. Khiển zin các bạn có thể chỉnh full chức năng nha các bạn. Đây volume này bạn. Cái này là CD mình đang video. Đó, ngõ vào nha các bạn. Các bạn có thể chỉnh ngõ vào phono. Đó, mình đang kết nối ngõ CD. Đó, đơn giản các bạn ha. Bass này bạn, rất căng. Mid này bạn. Rồi, các bạn có thể điều chỉnh lời ca tiếng hát phù hợp với tai của bạn. Treble, lao nét mà. Rồi ngõ vào có tinh phono CD video 2 mình mới test, có CD direct và hologram ba lăng. Rồi hai loa cân bằng nha bạn. Nhìn vào tổng thể thì các bạn thấy nè, nhìn vào tổng thể là có một tăng phô rất mới, hai bên hông là còn tem giấy luôn nha các bạn, nguyên zin. Dọc ở đây có cầu chuyển điện từ 220 qua 220 các bạn gạt qua tải, hiện tại mình đang để 120V. Đó, có một tăng phô phụ cho phần rề. Tản nhà nhiệt còn rất sáng. Mạch bo mạch công suất 2 tầng nghe các bạn, ở dưới là tầng công suất 2 tù lọc nguồn đây các bạn, dòng cao cấp. Rồi, ở đây là mạch tín hiệu phần rề nằm mặt trên nghe các bạn. Dòng này chạy 4 sò này các bạn. 4 sò than đen. Bên cạnh đó nó có 4 con sò thúc nhỏ nghe các bạn. Mặt công suất đầu ra nè các bạn. Mặt cầu chuyển điện và cung cấp điện cho phần rề. Bo mạch công suất, bo mạch phần rề. Đây là phần rề nằm phía trước nè bạn, rất mới rất sáng. Tất cả các cạnh là còn đẹp nha các bạn. Sau đây mình quay mặt sau cho các bạn xem. Hai sườn sắt hai bên cũng còn tương đối sáng nha các bạn, sạch sẽ. Dù trải qua thời gian cũng khá lâu thì những dòng Kaver thường về Việt Nam không có được đẹp xuất sắc như mới nha các bạn. Nói chung là còn rất đẹp à. Đó. Các ngõ vào phono, CD, video, video 1, 2. Ngoài ra có tép 1, tép 2, in out. Dòng này đặc biệt có re out và main in. Re out các bạn rút cầu chữ U ra, các bạn thể gắn sub hoặc là gắn một âm ly khác thì khi đó âm ly này như một cái rề, hoặc là các bạn gắn vô main in một cái rề thì cái âm ly này giống như một men đẩy công suất. Thông tin như sau: Interray model CM1090, Kaver Linkwood USA model 1090, IC 120V, 3.1A là tương đương 300W nha các bạn. Dòng này là made in Japan,
Đây, Made in Japan các bạn thấy không? Sản xuất tại Nhật. Đánh được hai cặp loa nghe các bạn, phù hợp loa có trợ kháng từ 8 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh một cặp A hoặc B thì yêu cầu loa có trợ kháng từ 8 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp AB cùng lúc thì yêu cầu loa có trợ kháng từ 16 ohm. Đơn giản các bạn ha. À, máy còn tình trạng là nguyên zin nghe các bạn, nguyên zin nguyên bản. Còn đẹp nghe các bạn. Dòng này ghép được ngoài các bạn ghép với bô. Đó. Như cậu với mợ là các bạn có thể ghép với nhiều dòng loa Anh, Mỹ, Nhật. Đánh rất tốt nghe bạn, từ bass 30 độ lại. Đánh rất tốt. Cái đặc biệt quan trọng hơn là dòng này nó có hai đồng hồ mắt cú. Các bạn có thể nhìn ve vẫy, nhìn ngồi trên ghế sofa, các bạn có thể điều chỉnh phần volume. Đó. Và nhìn hai đồng hồ ve vẫy rất là dễ thương các bạn. Đây. Là niềm vui, là mong ước chẳng thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau. Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã sống yêu từ thuở nào. Mình xin thông báo công âm ly Kaver Sonic Holography này mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, hoạt động hoàn hảo nghe các bạn. Mình bán với giá là 12.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc, máy bao gồm một cái khiển zin theo máy nghe các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong các bạn hãy ủng hộ kênh của mình trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.